Buổi sáng hôm ấy thấy game nhiều vãi, rồi vội vàng tiêu chỉ trong nháy mắt. Súng VIP các thứ cứ quay tha ga, hàng free tiêu hết sợ chi. Ôi không vay đai, admin hiện thân, đập vào mặt mình một câu khóa ác. Ai cũng biết nỗi do đâu mà có, tại sao ta phải chịu thay. Ngày lòng giây phút bi phán cái lối lạp lậu ghen, nhìn đói đi học để lạp rồi nhân event một tuổi thôi mà. Tại sao sung vàng phải mang đi xóa đê, làm cái đéo gì đã thế còn bắt thêm bồi thường. Một khi đã câu thì bố chi trốn thêm một câu, game lỗi là do nhà phát hành game chứ đâu do phải game thù. Đừng nói phải đợi thời gian mấy tháng, biết trước không lạp tí giờ, chẳng phải trách óc lợn vì là gấu.